Em sẽ minh họa cái phần kem đánh răng. Thì mọi người có hay gặp về vấn đề răng miệng của mình không ạ? Thường thì chúng ta sẽ trong quá trình chúng ta vệ sinh răng miệng của mình thì chúng ta sẽ rất là dễ bị những cái mảng bám, những cái triệu chứng là hôi miệng và bị nhiệt miệng và mảng bám cái làm cho cái răng của chúng ta nó không có được sạch. Thì sorry mọi người nhé, thực rồi anh để đó đi, anh để đó đi. Rồi, rồi sorry mọi người, có ông anh kia. Rồi tiếp tục cái phần minh họa của thực ha. Thì chúng ta sẽ rất là nhiều người sẽ gặp cái vấn đề răng miệng của chúng ta. Thì hôm nay thực sẽ có một cái giải pháp chia sẻ đến mọi người, đó là sản phẩm Glitter của công ty Amway. Thì cái sản phẩm này nó như thế nào, nó có công dụng gì? Thì sản phẩm này nó được sử dụng công nghệ nghệ là Remynat, là cái công nghệ nó làm bổ sung cho chúng ta cái những cái khoáng chất, nó giúp cho răng miệng chúng ta là chắc khỏe hơn, chắc khỏe hơn. Bóc tách được những cái mảng bám trên cái răng của chúng ta và làm cho răng của chúng ta là trắng sạch và chắc khỏe, thơm mát. Thì bây giờ thực sẽ lập cái minh họa giữa cái sản phẩm glitter của chúng ta với cái sản phẩm bên ngoài nhé, để chúng ta thấy được cái rõ ràng về cái công dụng của nó cũng như là cái lợi ích của cái sản phẩm chúng ta. Đây là một cái sản phẩm thông thường mà chúng ta dùng bên ngoài ha mọi người. Thì bây giờ thực sẽ minh họa. Đây là cái bìa chúng ta tượng trưng cho cái men răng của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng cái kem để chúng ta đánh răng, xem cái sản phẩm bên ngoài. Đây, thực sẽ lấy một lượng lượng nhỏ nha mọi người. Và đây là cái sản phẩm glitter. Lượng nhỏ bằng đầu hạt bắp nha mọi người. Đó. Rồi, thì bây giờ thực sẽ dùng hai cái tay của mình để thực tiến hành thực đánh như là đánh răng nha mọi người. Là đánh răng. Là đánh răng ạ. Rồi. Rồi. Sau khi đánh răng thì mấy bên đây nha mọi người. Mấy bên đây là cái sản phẩm kem đánh răng thông thường mà chúng ta vẫn hay dùng. Thì thực sẽ lau đi để coi kết quả nó như thế nào, nó tác động đến men răng của chúng ta như thế nào nha. Mọi người thấy nó bị nhòe đi không ạ? Nó bị trắng đi không ạ? À, cái men răng chúng ta xanh thì nó nhòe đi, nó trắng đi. Rồi. Còn bây giờ là bên đây là sản phẩm glitter của chúng ta nha. Thì thực sẽ lau đi. Rồi. Mọi người thấy không ạ? Nó vẫn còn xanh. Và trên cái khăn lau nó không có bị ra cái màu nha mọi người. Đây, còn cái khăn mà thực kem đánh răng thông thường thực lau thì nó bị màu xanh nè mọi người. Cái máy nó hay không rõ, nó bị mờ. Đó. Có nghĩa là cái kem đánh răng thông thường nó trên thành phần của nó là nó có những cái vỏ sò được xay nhuyễn, hoặc là những cái tinh chất mà nó thêm vô để cho cái kem răng nó được tăng số lượng đó mọi người. Thì những cái vỏ sò, những cái nó sẽ làm cho cái men răng của chúng ta nó bị bào mòn đi nè mọi người. Đó, nó bị mờ, nó bị bào mòn đi thì nó trắng hơn. Đó, thì nó cũng tương tự như cái men răng của chúng ta vậy.
Khi mà chúng ta xúc cái kem đánh răng thông thường á thì cái men răng của chúng ta nó sẽ bị bào mòn, và cái bào mòn đi và nó sẽ dẫn đến cái hiện tượng là tê buốt chân răng, tê buốt chân răng. Còn cái kem đánh răng glitter của chúng ta thì nó sử dụng công nghệ là Remainac á, thì những cái tinh chất nó được lăn đều trên răng chúng ta và nó lấy đi cái mảng bám, và nó không có làm cho cái măng răng của chúng ta nó bị bào mòn, và nó không có làm hiện tượng tê buốt, tê buốt đó. Rồi thì thông qua cái minh họa thì để cho mọi người thấy được là cái công dụng của chúng ta, cái kem đánh răng của chúng ta nó như thế nào, nó không có làm cho cái men răng của chúng ta nó bào mòn đi, và nó giúp cho răng của chúng ta là chắc khỏe, chắc khỏe, thơm mát và khỏe hơn. Nó bổ sung những cái khoáng chất cần thiết cho cái răng chúng ta nó chắc khỏe, và nó tránh cái tình trạng là răng miệng của chúng ta nó bị mảng bám, bị hôi. Thì cái kem đánh răng này nó sẽ giúp cho chúng ta là sạch thoáng mát. Rồi thì về cái giá thành của nó như thế nào, thì cái kem đánh răng thông thường này á thì bình thường thì được mua 30-40 ngàn gì đó, thì một dùng khoảng được 3 tháng, thì trong 1 năm thì thực sẽ dùng khoảng tầm 4 chai này, nó tương đương là 4 4 3 12 trăm 230 gì đó. Còn thằng sản phẩm của chúng ta như thế nào ạ? Giá của nó là 128 ngàn là giá của nhà phân phối, và 142 ngàn là giá của giá bán ra cho khách hàng. Thì chúng ta dùng được trong vòng bao lâu ạ? Chúng ta sẽ dùng được trong vòng 1 năm một chai như vậy, tại vì chúng ta dùng số lượng rất là ít nên là sẽ dùng 1 năm, và rất là tiết kiệm, rất là tiết kiệm. Và 1 tháng chúng ta chỉ dùng có 10 ngàn thôi, nó rất là tiết kiệm và nó bảo vệ răng cho chúng ta nó chắc khỏe, thơm mát. Thì cách sử dụng nó như thế nào, cách sử dụng nó như thế nào thì thật sẽ hướng dẫn cho mọi người luôn nha. Đây bàn chải chúng ta nha, chúng ta chỉ dùng một lượng rất là nhỏ, cái đầu của nó hơi nhỏ và nó sẽ ngăn chúng ta khi mà chúng ta dùng bóp, nó sẽ ra một cái lượng rất là vừa. Đây như hạt bắp nha mọi người, như hạt bắp. Và chúng ta đánh khô, đánh khô nha mọi người, đánh khô miệng chúng ta khô, và cái bàn chải khô luôn, chúng ta đánh đánh khô và sau đó chúng ta súc lại bằng nước. Đó, cách sử dụng là như vậy nha mọi người. Thì nó rất là tiết kiệm nhưng mà cái hiệu quả nó mang lại rất là cao. Đó thì về một cái sản phẩm chất lượng như vậy và nó mang lại cho chúng ta cái những cái công dụng rất là tuyệt vời, chắc răng, thơm miệng và không có bị, đặc biệt một cái nữa là thực trải nghiệm, thực sử dụng sản phẩm thực tế là hồi trước thực dụng cái sản phẩm này thì thực rất là hay bị cái nhiệt miệng, có nghĩa là hầu như là tuần nào nó cũng bị, và sau khi nó bị sau đó nó lại nó lành, lành xong lại bị tiếp tục, có nghĩa là nó lặp đi lặp lại như vậy và nó rất là khó chịu ở cái miệng của chúng ta. Nhưng mà sau khi thực sử dụng cái kem đánh răng này thì cái việc của nó bị nhiệt miệng á, nó giảm rất là nhiều, và cái đó là thực trải nghiệm thực tế của mình luôn, rất là nhiều, không còn bị nhiệt miệng nữa, và có bị thì nó bị rất là ít và nó hết rất là nhanh, hết rất là nhanh, nó không còn giống như lúc trước và chúng ta phải bị nhiệt miệng đau rất là lâu. Đó thì một sản phẩm tuyệt vời như vậy thì chúng ta hãy sử dụng, hãy tìm hiểu sử dụng nó để mang lại cho chúng ta hàm răng chắc khỏe nha mọi người, rất là chắc khỏe và trắng và không có bị hôi miệng nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem cái phần minh họa của Thịnh.